thì phải có sự chỉ định của bác sĩ đúng không ạ? Tuy nhiên ừ. hiện nay thì chúng ta thấy rằng là uh, rất là nhiều người áp dụng rất nhiều cách uh, giảm cân khác nhau và trong đó thì uh, có cái phương pháp đó là ăn ít lên và rất nhiều người lựa chọn phương pháp này bởi vì rằng là uh, nó cho rằng nó mang lại rất là nhiều hiệu quả. Tuy nhiên thì có những người uh, thường xuyên ăn salad thay cho các bữa chính nhưng vẫn không giảm được cân. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? À chúng ta quay lại câu chuyện là tất cả các phương pháp nào tên gọi nó như nào thì chúng ta cũng vẫn phải quan tâm đến câu chuyện là chúng ta phải đủ cái năng lượng đủ năng lượng cho cái người người ta muốn giảm cân đấy để người ta vẫn vừa giảm được cân và người ta vẫn phải tuân làm được việc các công việc thông thường của người ta và thứ hai là ngoài câu chuyện đủ năng lượng để nó cân bằng âm tính như lúc trước có đề cập và thứ hai thì chúng ta phải cân đối các ba cái chất sinh năng lượng là đến được đạm đường béo và các chất không sinh năng lượng như là các đến từ rau xanh và quả chín để chúng ta cung cấp các vitamin chất khoáng chất sơ rồi chúng ta phải cung cấp đủ nước để cho cơ thể nó chuyển hóa ở cái mức bình thường nhất chứ còn nếu mà chúng ta cứ bảo là ăn chỉ ăn salad thôi nhưng chúng ta lại không kiểm soát được các cái năng lượng từ đưa vào trong cái khi các cái món làm salad thì đâu đấy có thể năng tổng năng lượng của chúng ta vẫn là nhiều vẫn không làm được cái cái cân bằng âm tính và đôi lúc nó bị thay đổi các cái uh, loại thực phẩm số lượng nó không cân đối thì nó cái hiệu quả giảm cân cũng không thể đến được và thứ hai nó còn nguy cơ các cái rối loạn chuyển hóa khác. Dạ vâng, và tiếp tục cái câu chuyện về năng lượng của các cái bữa ăn hàng ngày thì có rất nhiều người do mệt mỏi với cái việc là tính calo trong mỗi cái món ăn thì họ lại lựa chọn cái phương pháp đó là nhịn ăn gián đoạn thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ cái ưu nhược điểm của phương pháp này cũng như là hiệu quả của chúng được không ạ? À, chúng ta biết rồi nếu câu chuyện chúng ta áp dụng ngày xưa là chúng ta đói chúng ta không có điều kiện đủ ăn được ba bữa đúng không thì chúng ta có thể áp dụng nhịn ăn như kiểu là gọi là nhịn ăn gián đoạn đúng không vì là có cái khoảng thời gian là chúng ta rất là khoảng 12 tiếng là chúng ta hầu như không có các cái năng lượng đưa vào cơ thể nhưng mà trên cái quan điểm của dinh dưỡng thì người ta bắt buộc là chúng ta phải tính được tổng cái năng lượng một ngày chúng ta cần phải đưa vào cho cơ thể là bao nhiêu và sau đấy thì chúng ta chia ra để cho cơ thể nó không bị lúc nào cũng bị đói thì người ta vẫn còn phải làm việc nên là phải đủ năng lượng cho người ta làm việc để người ta không bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và ảnh hưởng đến chất lượng sống. Nên là cái các nhịn ăn giám đoạn thì cái người ta tưởng giai đoạn đầu là chúng ta đưa được ít số bữa vào là có thể ít năng lượng nhưng mà chúng ta lại thấy là ăn các bữa sau lại ăn không kiểm soát, ăn lại vượt quá cái số lượng theo nhu cầu thì chúng ta lại vô hình dung là cái tổng năng lượng chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta vẫn có thể chưa giảm được cân hoặc là chúng ta ăn và nó lại không cân đối, không đa dạng thực phẩm thì chúng ta lại giai đoạn sau thì chúng ta giai đoạn đầu thì nó giảm được cân nhưng giai đoạn sau thì nó lại thiếu hụt cơ vi chất dinh dưỡng và người ta không thể ăn được cái chế độ ăn đấy nó đơn điệu mãi trong cái thời gian dài được và khi người ta ăn trở lại thì nó lại béo trở lại nhiều hơn và đấy là các tình trạng mà chúng tôi hay gặp ở khi ngồi tôi ngồi khám tư vấn dinh dưỡng.